Xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở sự kiện ra mắt chiếc Xiaomi 14T và 14T Pro. Thì thử coi Xiaomi ra mắt hai con này nó có điểm gì ấn tượng, các bạn cùng mình theo dõi nhé. Ok, thì đầu tiên về thiết kế ngoại hình thì Xiaomi 14T và 14T Pro thì không có quá nhiều khác biệt đối với nhau. Thì khác biệt đầu tiên là nằm ở chỗ khung viền của hai thiết bị này. Đầu tiên là Xiaomi 14T nó chỉ là khung viền bằng nhựa thôi, còn Xiaomi 14T Pro sẽ được thiết kế khung viền là bằng nhôm. Cùng với đó là cái mặt lưng của Xiaomi 14T Pro nó sẽ làm bo cong hơn so với Xiaomi 14T, nên là cảm giác cầm nắm trên Xiaomi 14T Pro nó sẽ thoải mái hơn so với Xiaomi 14T. Về mặt trước thì sẽ có kích thước là 6,67 inch, cùng với đó chúng ta sẽ có màn hình độ phân giải là 1,5K, tần số quét lên đến 144Hz cho cả hai sản phẩm này. Về màn hình thì cả hai thiết bị này sẽ được trang bị độ sáng lên đến là 4000 nit, cùng với đó là sẽ có khả năng kháng nước kháng bụi là IP68 cho cả hai thiết bị này. Thì thực sự trong tầm giá này mình thấy hiếm có sản phẩm nào có đầy đủ những tính năng tốt như Xiaomi 14T và 14T Pro. Về Xiaomi 14T á, camera sẽ được trang bị là cảm biến IMX906. Thì đây cũng là một camera được hợp tác với Leica. Thường thì Xiaomi sẽ collab Leica với những dòng flagship như là dòng Xiaomi số như Xiaomi 14, Xiaomi 13, nhưng mà hiện tại là Xiaomi 14T được trang bị luôn cả cảm biến của Leica, cùng với đó là cảm biến IMX906 cho khả năng chụp ảnh trên zoom khá là tốt. Nhưng mà cái nâng cấp tiếp của Xiaomi 14T Pro sẽ là cảm biến Live Fusion 900. Thì với cái cảm biến này cho khả năng chụp chân dung nó sẽ đẹp hơn so với là Xiaomi 14T. Như các bạn có thể thấy thì Xiaomi 14T Pro khả năng chụp chân dung nó sẽ có phần chi tiết hơn so với Xiaomi 14T. Nhưng mà về phần làm đẹp thì mình cảm giác như là Xiaomi 14T sẽ có làm mịn da hơn và đẹp hơn so với là Xiaomi 14T Pro. Về hiệu năng của hai chiếc máy này thì Xiaomi 14T sẽ được trang bị con chip là Dimensity 8300 Ultra, còn Xiaomi 14T Pro sẽ là con chip Dimensity 9300 Plus. Thì với hai con chip này cũng gọi là hai con chip cũng khá mạnh, trong khi đó con 9300 Plus nó sẽ mạnh ngang ngửa những con Snapdragon 8 Gen 3. Còn thực tế như nào thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm qua những video so sánh. Về RAM ROM của thiết bị này sẽ là RAM 12, bộ nhớ sẽ là 256 hoặc 512, và có thể là bản T Pro cũng sẽ được trang bị bộ nhớ trong lên đến là 1TB nữa. Về dung lượng pin của hai thiết bị này sẽ là 5000 mAh, cùng với đó là riêng đối với Xiaomi 14T sẽ là sạc 67W, còn đối với Xiaomi 14T Pro sẽ là sạc 120W. Mức giá của Xiaomi 14T bản 256GB sẽ là 12.990 và phiên bản 512GB sẽ là 13.990. Đối với Xiaomi 14T Pro chúng ta sẽ có mức giá là 16.990 cho phiên bản 256GB và 17.990 cho phiên bản 512GB. Đương nhiên thì hôm nay chỉ là buổi ra mắt sản phẩm thôi, còn bán chính thức ở thị trường Việt Nam như thế nào chúng ta hãy cùng chờ đón qua những video tiếp theo nhé.